Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt X5 là mẫu xe nằm trong phân khúc CUV gầm cao 5 chỗ Cạnh tranh trực tiếp với một số mẫu xe như Hyundai Tucson, Kia Sportage Hiện tại mẫu xe X5 đang có cái chính sách bán hàng tốt nhất trong phân khúc Cụ thể là giảm tiền mặt lên đến hơn 100 triệu Như vậy thì giá bán của X5 bây giờ chỉ tương đương với một số những mẫu xe nằm trong phân khúc SUV cỡ B và anh em nào đang quan tâm đến những cái mẫu xe nằm trong phân khúc gầm cao tầm tiền dưới 1 tỷ thì anh em nên cân đối lựa chọn C5 tại thời điểm này. Và cụ thể mời anh em cùng xem chi tiết video về chính sách bán hàng của các phiên bản Mazda C5 trong cái thời điểm những ngày đầu tháng 5. Mời anh em cùng xem chi tiết video. Mazda CX5 được phân phối với 4 phiên bản để anh em lựa chọn, trong đó có một phiên bản sử dụng động cơ 2.5 bản Signature và 3 phiên bản sử dụng động cơ 2.0, đó là Mazda CX5 bản 2.0 Deluxe, 2.0 Luxury và 2.0 Premium. Tại thời điểm hiện tại, em có thể bán được cho những anh em ở các tỉnh mà có showroom của Mazda rồi, nên anh em nào có nhu cầu thì cứ điện trực tiếp cho em theo số điện thoại em để góc phía trên bên phải màn hình. Em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho từng anh em. Và hình thức mua bán thì anh em sẽ có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp anh em nào ở các tỉnh thì anh em nên cân đối cho em thêm những cái chi phí vận chuyển đi lại và mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên phiên bản thấp nhất đó là Mazda CX-5 bản 2.0 Dinax xe sản xuất 2023 giá niêm biết là 839 triệu thì tại thời điểm này giá bán cho anh em chỉ còn 734 triệu như vậy anh em được giảm 105 triệu tiền mặt anh em vẫn được tặng kèm những phụ kiện từ nhà máy như là giám phim cách nhiệt thảm để chân và tủ cứu hộ căn cứ vào giá bán là 734 triệu thì em có tính chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương để anh em tham khảo. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 856 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn là 840 triệu. Anh em nào ở các tỉnh áp 200 thuế là 837 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 820 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình. Và những anh em nào đang có những cầu muốn trả góp anh em được vay ngân hàng tối đa là 623 triệu tương đương với 85% giá trị xe gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 12,7 triệu trong đó gốc chia đều là 6,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 6,2 triệu dư nợ sẽ giảm dần số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 232 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 216 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 213 triệu và anh em các tỉnh áp 10 là 196 triệu ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị thêm cho em những khoản chi phí như là bản thân vỏ năm đầu tiên trị giá là 10,2 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là Mazda C5 bản Luxury phiên bản này có giá yết là 879 triệu thì tại thời điểm những ngày đầu tháng năm giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn là 774 triệu như vậy anh em cũng đang được giảm là hơn 100 triệu tiền mặt anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình và chi phí ra biển số làm bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 901 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 884 triệu anh em nào ở các tỉnh áp trăm thuế là 882 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 864 triệu anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được anh ngân hàng, hàng tối đa là 657 triệu gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán ít nhất là 13,4 triệu trong đó gốc chi đều là 6,8 triệu trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 6,5 triệu số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở hà nội thì cần chuẩn bị 243 triệu anh em nào ở sài gòn là 226 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 200 thuế là 224 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 206 triệu ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí thứ nhất đó là bảo hiểm thân vỏ năm đầu chỉ giá là 10,8 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe và anh em nào ở xa thì anh em phải chuẩn bị cho em thêm những khoản chi phí vận chuyển đi lại tiếp theo mời em cùng đến với phiên bản thứ ba đó là Mazda CX-5 bản 2.0 Premium phiên bản này có giá niêm yết là 919 triệu và tại thời điểm những ngày đầu tháng năm giá bán cho anh em chỉ còn là 792 triệu như vậy phiên bản này anh em được giảm 127 triệu tiền mặt tại thời điểm này và đây cũng là cái phiên bản em nghĩ là anh em nên lựa chọn vì phiên bản này có đầy đủ những option cần thiết cũng như là cái khuyến mại cực kỳ tốt và trong phân khúc so sánh các đối thủ trong phân khúc thì với cái giá 792 triệu thì em nghĩ danh năm bản 2.0 của đây hôm này là sự lựa chọn hoàn hảo tại thời điểm này luôn cho anh em chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 924 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 906 triệu anh em ở các tỉnh áp 200 thuế là 904 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 886 triệu anh em nào đang có nhu cầu vay vốn thì anh em sẽ được vay ngân hàng là 673 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 13,7 triệu trong đó gốc chia đều là 7 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 6,7 triệu dư nợ sẽ giảm dần số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 251 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 232 triệu anh em ở các tỉnh áp trăm thuế là 231 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 213 triệu ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị thêm cho khoản chi phí sau thứ nhất đó là bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 11 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói và phiên bản cuối cùng em cập nhật cho anh em phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Mazda CX-5 bản Signature sử dụng động, động cơ 2.5 dẫn động 4 bánh toàn thời gian phiên bản này có giá biết là 1 tỷ 059 triệu và tại thời điểm những ngày đầu tháng 5 giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn là 934 triệu như vậy anh em được giảm 125 triệu tiền mặt vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình và chi phí ra biển số là bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 083 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 1 tỷ 062 triệu anh em nào ở các tỉnh áp 12% là 1 tỷ 063 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% là 1 tỷ 042 triệu anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp anh em được vay ngân hàng tối đa là 793 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 16,2 triệu trong đó gốc chia đều là 8,3 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 7,9 triệu số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 289 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 268 triệu anh em ở các tỉnh áp 15 trăm thuế là 269 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% là 248 triệu Ngoài ra thì anh em còn phải mua thêm bảng thân vỏ Năm đầu trị giá là 13 triệu Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe, chọn gói Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về khuyến mại của các phiên bản Mazda CX-5 Trong cái thời điểm những ngày đầu tháng năm này Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo Xin chào anh em